Dịch bệnh COVID-19 đã và đang ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ các mặt hàng nông sản Tây Nguyên, khiến giá các loại trái cây đồng loạt giảm mạnh, trong đó có chanh dây. Tỉnh Gia Lai hiện có khoảng 3.000 hectare chanh dây. Đắk Đoa, Mang Giang là những địa bàn có diện tích trồng chanh dây khá lớn ở tỉnh này. Thời điểm hiện nay, giá chanh dây lao dốc chỉ còn từ 2.000 đến 2.500 đồng một ký chanh xô, khiến cho nhiều nông dân không mặn mà thu hoạch cây trồng này. Cũng theo bà con nông dân cho biết, thời gian qua do thấy chanh dây có giá, có thời điểm được thương lái thu mua với mức 30 đến 40.000 đồng một ký, nên người dân tại nhiều địa phương vùng Tây Nguyên đã đổ xô trồng chanh dây.